Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 7 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trao tặng huy hiệu Đảng tại xã Thiện Tiến, huyện Tiên Lữ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Tài nguyên Môi trường. Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 triển khai nhiệm vụ. Văn Giang tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép pháo nổ tại huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2017 và 3 tháng 2 năm 2018 tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Dịp này, Đảng bộ xã Thiện Phiến có 11 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự tôn vinh và ghi nhận những cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện cống hiến không ngừng của các đảng viên trong những năm qua, qua đó để các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đảng viên gương mẫu, dìu dắt thế hệ trẻ để cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là chùm tin về các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà Tết, chúc Tết các đối tượng chính sách tiêu biểu, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về tặng quà cho 30 đối tượng là nạn nhân gián tiếp chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai xã Đình Cao và Tống Phan, huyện Phù Cử. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó có 300.000 đồng tiền mặt. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Nhân dịp này, cá nhân đồng chí Đặng Minh Ngọc đã ủng hộ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh 2 triệu đồng. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến tặng quà và chúc Tết các gia đình ở huyện Khoái Châu là ông Đàm Quang Bằng, thương binh mất 71% sức khỏe, đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, và bà Đào Thị Tín thuộc hộ nghèo sống cô đơn cùng ở xã An Vĩ. Ông Phạm Hữu Đạt, sinh năm 1927, đảng viên 70 năm tuổi Đảng ở thị trấn Khoái Châu. Bà Đỗ Thị Điền, sinh năm 1948, vợ liệt sĩ ở xã Đông Kết. Ông Hoàng Kim, sinh năm 1933, đại tá quân đội nghỉ hưu, đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Liên Khê. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bằng, sinh năm 1924, ở xã Chí Tân. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đã trao tặng quà cho 30 gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đồng chí Tạ Hồng Quảng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những nỗi đau mà nạn nhân và các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố đã và đang phải gánh chịu, đồng thời khẳng định các cấp các ngành thành phố và các địa phương sẽ luôn đồng hành tạo mọi điều kiện có thể để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình vượt qua nỗi đau, vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm đã đi thăm hỏi chúc Tết tặng quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Năm nay, huyện Văn Lâm đã trích từ ngân sách huyện tặng 79 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng cho các đối tượng. Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3, thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81% trở lên, gia đình chính sách khó khăn. Tổng số tiền huyện Văn Lâm trích tặng các đối tượng và từ nguồn xã hội hóa là hơn 200 triệu đồng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đi thăm và tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách tại huyện Ân Thi. Đoàn đã đi thăm và tặng quà 10 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Tiền Phong, thăm tặng quà các đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đóng trên địa bàn huyện. Cũng nhân dịp này, Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tặng 20 triệu đồng cho trường tiểu học xã Tiền Phong để mua thiết bị đồ dùng học tập, phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường.
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đến thăm và tặng quà một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được hội thăm và tặng quà là mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nữ du kích Hoàng Ngân, gia đình các chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo, tân binh, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hôm qua ngày 6 tháng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên, môi trường năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành kế hoạch điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp đổi được trên 900.000 giấy chứng nhận đất nông nghiệp đạt 80%, hoàn thành dự án điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đến năm 2020, tiến hành thanh kiểm tra nhiều đơn vị về nội dung đất đai, môi trường và tài nguyên khoáng sản, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường, tích cực tham mưu cho tỉnh trong công tác lãnh đạo điều hành, thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường thanh tra kiểm tra, thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận và tiến độ giải phóng mặt bằng. Ngày 6 tháng 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp ban đại diện nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2017 và triển khai chương trình công tác quý 1 năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 7%, tổng dư nợ đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh số cho vay năm 2017 đạt 716 tỷ đồng với trên 30.000 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách, đồng thời năm 2018 triển khai tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Sáng nay, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018 đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh thì lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3 để chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Đại hội lần này dự kiến sẽ có từ 5.500 đến 6.000 người tham dự, gồm 27 khối diễu hành biểu dương lực lượng và lực lượng biểu diễn văn nghệ, đồng diễn, xếp hình, xếp chữ và lực lượng phục vụ. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động thành phố Hưng Yên và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần này cần khơi dậy tiềm năng và sự lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hình thức, nội dung lễ khai mạc đại hội cần nêu bật được bề dày lịch sử của quê hương văn hiến và cách mạng hiện nay đang trên đà phát triển. Thời gian từ nay đến lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao không còn nhiều, vì vậy đồng chí yêu cầu các đơn vị được phân công phụ trách từng lĩnh vực phải có kế hoạch cụ thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là phải hoàn thành sớm kịch bản cho buổi lễ khai mạc để các tiểu ban chuyên môn phân công thực hiện. Chiều ngày 6 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao sự đóng góp của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mặc dù là đơn vị y tế tư nhân, nhưng trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
bệnh viện đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hệ thống y tế nói chung của tỉnh. Trong năm 2018, bệnh viện cần nâng cao hơn nữa chất lượng cho công tác khám chữa bệnh. Mỗi cán bộ y bác sĩ phải luôn rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, tiếp tục bổ sung đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. Bệnh viện cần làm tốt hơn công tác từ thiện xã hội, nhân đạo để nâng cao hình ảnh đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Kính gửi các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện công văn số 138 ngày 25 tháng 1 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận tặng quà không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 46, quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 01 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, các cấp, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo, yêu cầu các địa phương không về tỉnh chúc Tết Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các sở, ngành, cán bộ công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, nắm tình hình, việc phát hiện xử lý những trường hợp sử dụng tài sản công và tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ, email cục chống tham nhũng a.thanhtra.gov.vn, fax 080-48832 và Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 21 tháng 2 năm 2018. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Quang. Tối ngày 6 tháng 2 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên đã diễn ra lễ bế mạc hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018. Hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 đã thu hút được 16 tỉnh thành trong cả nước tham gia với quy mô trên 250 gian hàng. Sau 6 ngày diễn ra, đã có trên 2 vạn lượt khách tham quan mua sắm với tổng doanh số bán ra đạt trên 4 tỷ đồng. Hội chợ đã góp phần bình ổn thị trường giá cả và phục vụ nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân, bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, góp phần ổn định kinh tế xã hội của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thông qua hội chợ, công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại nội địa được đẩy mạnh. Từ vài ngày nay, Công an huyện Văn Giang đã tích cực trong việc đảm bảo giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hoa cây cảnh trước Tết Nguyên đán của bà con nông dân. Ngoài việc thường xuyên có mặt tại các điểm nóng về ùn tắc, Công an huyện Văn Giang phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể với các xã có nhiều cây cảnh như Mễ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và thị trấn Văn Giang. Trực hướng dẫn phân luồng tại các điểm ngã ba, ngã tư, không để tình trạng ùn tắc, nhất là những ngày giáp Tết. Các xã bố trí điểm đỗ cho các phương tiện đến tham quan, mua cây cảnh, tăng cường lực lượng tại một số điểm hay xảy ra ùn tắc như trung tâm huyện, các điểm ngã ba, ngã tư, đồng thời thường xuyên nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán ven đường chấp hành theo quy định. Những ngày giáp Tết, số lượng xe, người đến tham quan, mua vận chuyển hoa cây cảnh đông, tăng cường lực lượng để phân luồng hướng dẫn các xe vào vận chuyển. Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Mậu Tuất, lễ hội Xuân năm 2018. Ngày 6 tháng 2, Ban An toàn giao thông huyện Kim Động, Ban An toàn giao thông các xã thị trấn đồng loạt tổ chức ra quân giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Đợt ra quân giải tỏa tập trung chủ yếu vào các khu vực có phát sinh chợ cóc, chợ tạm, vị trí người bán hàng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng cửa hiệu của các hộ dân và các hộ buôn bán hoa, cây đào, quất cảnh, phục vụ ngày Tết ven đường 39A qua xã Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Lương Bằng, cổng Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, xã Hiệp Cường, khu vực dốc Hậu Đền, xã Phú Thịnh, cổng chợ Hang, xã Thọ Vinh,
phải thu dọn vào trong vạch sơn chỉ giới hành lang an toàn giao thông theo quy định. Hiện nay tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, một số loại rau xanh, hoa quả tăng giá nhẹ. Các tiểu thương cho biết do nhu cầu cúng Tết ông Công ông Táo, các loại hoa quả đều tăng giá, trong đó có một số loại giá tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường như cam, đường canh trước đều có giá từ 18 đến 25.000 đồng một kg, thì nay có giá từ 35 đến 40.000 đồng một kg. Với quýt tăng từ 20.000 lên 50 đến 65.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, do thời tiết lạnh kéo dài, một số loại rau xanh cũng tăng giá nhẹ như su hào tăng 2.000 đồng một củ, các loại bắp cải, cải thảo tăng từ 2 đến 3.000 đồng một chiếc, dao động từ 4 đến 6.000 đồng một chiếc, cà chua 8.000 đồng một kg, đỗ tây 14.000 đồng một kg. Còn gần 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng ở thời điểm này, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hưng Yên và nhiều nơi trong tỉnh, người dân đã đổ về các chợ hoa xuân nhằm chọn mua những cây đào, cây quất ưng ý cho gia đình mình. Chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố Hưng Yên hiện có hơn 30 gian hàng bán hoa cây Tết, chủ yếu là đào, quất, bưởi và hoa các loại. Theo các chủ bán hoa cây Tết tại chợ cho biết, năm nay giá đào, quất không biến động nhiều so với năm ngoái. Hiện đào cây dao động từ 4 đến 5 triệu đồng một cây, đào cành có giá 200 đến 250.000 đồng, với quất nhỏ có giá từ 600 đến 700.000 đồng một cây, to có giá từ 2 đến 3 triệu đồng một cây. Các chủ bán tại chợ cho biết thêm, thời gian vừa qua do thời tiết lạnh kéo dài đã khiến hoa chậm phát triển. Vì vậy, để mang đến chợ hoa xuân những cây hoa đẹp, họ đã can thiệp bằng cách thắp đèn sưởi ấm đúng cách nhằm cho hoa nở đúng dịp chợ xuân. Nhiều năm trở lại đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Phần lớn số người sử dụng ma túy còn trong độ tuổi thanh niên và tệ nạn ma túy làm tăng trong cộng đồng. Qua quá trình điều trị tại Trung tâm Điều trị Cai nghiện tỉnh Hưng Yên, nhiều đối tượng đã dần từ bỏ được ma túy. Những năm gần đây, Trung tâm Chữa bệnh Điều trị Cai nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, mọi sinh hoạt từ ăn ở, vui chơi, thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ hay lao động sản xuất ở nơi đây đều rất nền nếp quy củ. Em Ngô Xuân Hiền, một học viên điều trị nghiện cho biết, các y bác sĩ và cán bộ nhân viên ở trung tâm rất tận tình chăm sóc chúng em. Em vào đây được thầy cô tận tình giúp đỡ, coi em như gia đình, người thân. Em đã điều trị ổn định, chuẩn bị về với gia đình. Sau thời gian đây được cái sự quan tâm của thầy cô trong này và trị liệu thì em có thấy sức khỏe ngày dần bình phục và khỏe ra. Sau này tái nhập cộng đồng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và công việc làm ăn ổn định hơn. Nhờ trung tâm thì tạo chúng em được những bước tiến mới trong cuộc sống. Trong không khí đầy sắc xuân, tình thầy trò và các học viên được gắn kết gần nhau hơn. Ngay từ sáng sớm, không khí đón năm mới rất nhộn nhịp, náo nhiệt. Mọi công việc bếp núc chuẩn bị bữa cơm tất niên sôi động hơn với sự tham gia của các học viên và thầy cô trong cơ sở. Mỗi người một chân một tay hăng hái tham gia vào bữa cơm đại gia đình. Mọi sản phẩm ở đây như rau xanh, gà lợn đều được nuôi trồng sạch. Không khí nhộn nhịp, việc mổ lợn, gói bánh chưng, thái thịt xay giò, trang trí sân khấu tô điểm cây mai cây quất để đón một mùa xuân mới. Cùng với đó, những phần thi vui chơi bổ ích hòa đồng giữa các học viên và thầy cô đã làm tăng thêm sự ấm áp tình người. Nhờ môi trường điều trị nghiện tốt và phương pháp cai nghiện khoa học đã giúp cho nhiều học viên đến đây điều trị nghiện có tỷ lệ thành công rất cao. Để điều trị được bệnh nghiện và công tác phối hợp giữa cơ sở với cả chi cục phòng chống tệ nạn xã hội trong quá trình tiếp cận cộng đồng, để làm sao tức là gia đình, đối tượng, rồi là bản thân, người nghiện, người ta hiểu và người ta tự nguyện vào trong cái cơ sở để được điều trị, là cho phép chúng tôi tiếp nhận những cái trường hợp người nghiện, gia đình nghèo, cận nghèo mà không đủ khả năng đóng góp để vào đây lao động và lấy thành quả đấy, đóng vào đấy để nuôi sống bản thân dưới sự quản lý của cơ sở. Trung tâm có những tiêu chí cụ thể: sạch đẹp như bệnh viện, chuẩn mực như quân đội, sôi nổi như đoàn thể, thân ái như gia đình. Với những tấm lòng nhân ái của mỗi cán bộ nơi đây sẽ là địa chỉ tin cậy để giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ các em sẽ bớt đi gánh nặng kinh tế, yên tâm cho con em mình điều trị, sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.
Khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2018, tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là Lê Tiến Hảo, sinh năm 2000, trú tại xóm 5 thôn Bình Dân, xã Tân Dân, và Hoàng Tuấn Toàn, sinh năm 2000, trú tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, đang có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Thu giữ tại chỗ 5 hộp pháo nổ, loại pháo giàn 36 quả có tổng khối lượng là 7,8 kg.